bắt đầu to lên. Tưởng không biết chữ nào à? Mình thế nào đây? To lên con. Phòng nó to lên nào, cố lên. Thôi Tường, không biết chữ nào thì bỏ vở xuống. Mình mà đọc thế là không có điểm lắm nha. Phòng này to lên không ơi. Kiên đọc xong có vui không? Đọc hết bài có vui không? Sướng không? Đấy. Học chăm vào nó khác ngay đúng không? Lười, lúc đầu còn tưởng không theo được khóa này cơ. Chứng tỏ là do lười thôi nhỉ? Chứng tỏ là do lười thôi đúng không? Bây giờ chăm mà khác rồi đúng không? Đấy, học thì chăm vào thì có cái gì khó đâu mà. Bằng mấy năm trước đi học nhỉ? Đúng không? Mấy năm đi học không biết chữ nào. Phong còn làm được không Phong? Em thì tập 3 thì nó chưa tốt lắm. Chưa tốt lắm hả? Thôi dừng. Bạn Tường đấy, học bạn Tường học cái này thì định lên tiếp đai gì nữa hả Tường? Sao thế? Đai vàng thi được mà sao đai xanh không biết một chữ nào là sao? Ít nhất phải biết một đoạn hay hai đoạn chứ. Không biết một chữ nào. Chứng tỏ về nhà không đọc gì cả. Thế tại sao không nói một chữ nào? Đâu phải chậm đâu, không biết một chữ nào cả. Chi thì thôi nhỉ. Chi thì thôi đi học đá bóng. Đam mê đá bóng chứ còn tiếng Anh thế này về bảo bố mẹ là con không hợp lắm với môn này. Còn bán Minh thì thế nào thế? Thế này thì học lại khóa này nhá. Thì cứ thế thôi thì học lại thôi chứ làm sao mà lên được nữa. Cố gắng lần này lần thứ mấy rồi?